Sáng ngày 2 tháng 6, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân HTM 37 tuổi, con gái của bà chủ quán bánh canh O Thanh, ngụ tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 đã tử vong. Người phụ nữ này bị viêm phổi nặng do COVID-19, diễn biến hô hấp ngày càng xấu, sốc nhiễm trùng kèm đáp ứng vận mạch liều cao, vừa tử vong sáng nay. Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong là COVID-19 nặng kèm sốc nhiễm trùng, suy tim trên cơ địa tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối. Trước khi được xác định dương tính với COVID-19, bệnh nhân có cơ địa tăng huyết áp, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, đã lọc màng bụng 6 năm nay. Đây là trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh tử vong kể từ khi dịch bùng phát đến nay, nâng tổng số ca ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong của cả nước lên 47 người, đa số bệnh nhân đều cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền nặng. Trước đó ngày 20 tháng 5, sau khi mẹ của bệnh nhân là bà chủ quán bánh canh O Thanh phát hiện mắc COVID-19, người con gái này là F1, cách ly tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương do điều trị suy thận mạn, kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 lần 1 ngày 20 tháng 5. Ngày 24 tháng 5, bệnh nhân sốt được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính, chuyển sang bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Tính đến sáng ngày 2 tháng 6, Bộ Y tế công bố 19 trường hợp dương tính với COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 497 ca dương tính với COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó 267 ca đã điều trị khỏi, 230 ca đang điều trị.